chúng tôi là chiến sĩ. Ngày mà tôi nhập ngũ, tôi vui sướng vô cùng, tự hào tiếp bước cha anh với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc non sông. Bổn phận là trai đất Việt, giữ gìn một dải sơn hà luôn tươi đẹp mãi mãi, hát đều bài ca quân hành, đời lính bao niềm vui. Dù rằng trong đời lính tuy gian khổ đau sờn, dàn dày nắng cháy mưa xa, áo thấm ướt bao mồ hôi, nụ cười người lính tân binh rạng ngời và trông rất hiền. Đúng là anh bộ đội luôn thật thà vui tánh, xứng là con của người, nào cùng nhập ngũ bạn ơi, ca vang lên bài ca của người lính. Bao tháng thao trường học tập rèn luyện hăng say, hãy hát lên đi xứng danh người lính Cụ Hồ. Hãy hát lên đi, chiến sĩ là chúng tôi. Chiến sĩ là chúng tôi. Tình nào hơn tình lính, chúng tôi chiến sĩ anh tài. Ngọt ngào hai tiếng quê hương, thắm tình đồng đội anh em. Một lòng sát cánh bên nhau, đâu cần là tôi có mặt dưới màu cờ đỏ sao vàng. Chung can và quyết chí, nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Ngày mà tôi nhập ngũ, tôi vui sướng vô cùng, tự hào tiếp bước cha anh với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc non sông. Bổn phận là trai đất Việt, giữ gìn một dải sơn hà luôn tươi đẹp mãi mãi, hát đều bài ca quân hành, đời lính bao niềm vui. Dù rằng trong đời lính tuy gian khổ đau sờn, dàn dày nắng cháy mưa xa, áo thấm ướt bao mồ hôi, nụ cười người lính tân binh rạng ngời và trông rất hiền. Đúng là anh bộ đội luôn thật thà vui tánh, xứng là con của người, nào cùng nhập ngũ bạn ơi. Ca vang lên bài ca của người lính. Bao tháng thao trường học tập rèn luyện hăng say, hãy hát lên đi xứng danh người lính Cụ Hồ. Hãy hát lên đi, chiến sĩ là chúng tôi. Chiến sĩ là chúng tôi. Tình nào hơn tình lính, chúng tôi chiến sĩ anh tài. Ngọt ngào hai tiếng quê hương, thắm tình đồng đội anh em. Một lòng sát cánh bên nhau, đâu cần là tôi có mặt dưới màu cờ đỏ sao vàng. Chung can và quyết chí, nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Từ thuở ba chứng phân ca vờ nghĩa, chúng tôi hát tiếng khúc hùng ca qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Những đoàn quân ra đi mang về những chiến cờ tuổi xuân. Những câu hát gọi mùa xuân thiên niên kỳ mới, cùng đi theo gương người anh hùng. Tuổi xuân xin dâng non nước nhà, xây cuộc sống trên quê ta bao lời ca thêm thắm nồng thương về người. Ta hát tiếng khúc hùng ca.
cùng ca. Phân cao cờ nghĩa, chúng tôi hát tiếng khung hùng ca, qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, những đoàn quân ra đi mang về những chiếc cờ. Thiên nhiên kỳ mới cùng đi theo gương người anh hùng, tuổi xuân xin dâng non nước nhà, xây cuộc sống trên quê ta bao lời ca thiên thắm nồng hương về người ta. Hát tiếng khúc hùng ca hướng về nguồn, ta hát mãi khúc hùng ca. Trở về thăm một thời oanh liệt, như năm xưa ta vừa mới bên nhau. 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu, đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau ơi, ta về với nhau đồng đội ơi, đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt, như năm xưa ta vừa mới bên nhau. 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu, đồng đội ơi, mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt, như năm xưa ta vừa mới bên nhau. 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu, đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi, đồng đội ơi. Xin phép và đạo được làm việc.
Tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện cho ban giám đốc nhà hàng có Lãng Hoa tặng hội nghị chúng ta, xin đề nghị ông chí nhiệt liệt hoan nghênh. Các đồng chí hòa chung khí thế tưng bừng của cả nước thi đua lập thành tích để chào mừng 74 năm ngày thành lập nước và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hôm nay tại công ty du lịch sinh thái Long Việt, Hội đồng ngũ 26 tháng 7 2019 về đây tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được kính chúc sức khỏe các đồng chí và kính chúc các bà sức khỏe, các bà phu quân có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, về dự hội nghị hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có đầy đủ các đồng chí hội viên trong trong hội, và có 4 đồng chí ra xin tái lập hội. Ngoài ra còn có 5 bà phu quân của các hội viên cũng về dự hội nghị hôm nay, và sự có mặt chương trình làm việc của chúng ta hôm nay như sau: 1. Tuyên bố lý do là tôi đã làm việc xong; 2. Đọc diễn văn 50 năm ngày nhập ngũ và 25 năm ngày thành lập hội do đồng chí Hoàng Xuân Viện trình bày; 3. Là tham luận của các đồng chí hội viên; 4. Là đồng chí sĩ là báo cáo kinh tế của hội; 5. Là ban liên lạc nhiệm kỳ cũ xin báo cáo từ chức, trao quà lưu niệm cho các hội viên. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông đồng chí Hoàng Xuân Viện thay mặt cho ban liên lạc lên đọc báo cáo kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và 25 năm ngày thành lập hội. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí đồng đội, 26 tháng 7 năm 1969, hôm nay chúng ta về đây vui gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và 26 tháng 7 năm 69 và 26 tháng 7 2019. Chúng ta có mặt đông đủ anh em trong hội và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội đồng ngũ của chúng ta. Xin mời tất cả các đồng chí đứng dậy để một phút mặc niệm các đồng chí cùng bạn nhập ngũ với chúng ta đã hy sinh ở chiến trường, và các đồng chí trong hội của chúng ta đã từ về đời thường, đã từ trần. Nhờ một phút mặc niệm, bắt đầu. Thôi, xin mời các đồng chí ngồi xuống. Kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ ngày 26 tháng 7 năm 1969 và 26 tháng 7 2019, và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội đồng ngũ 26 tháng 7 1994 và 26 tháng 7 2019 huyện Kim Anh cũ, nhằm ôn lại kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh và gian khổ, với lớp lớp thanh niên theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng lên đường ra tiền tuyến đánh giặc, góp phần trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Bắc Nam, sum họp một nhà. Song nhìn lại quá khứ trong chiến tranh, nhiều đồng chí đồng đội của chúng ta không còn nữa, đã phải ngã xuống hy sinh, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giành độc lập cho Tổ quốc. Ngày nay dân tộc ta mới có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và đồng đội thanh niên cùng với cả nước lúc bấy giờ, hôm nay chúng ta tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, chúng ta bước sang một trang sử mới, đó là ngày chúng ta trở thành anh bộ đội,
là ngày 26 tháng 7 năm 1969. Thưa các đồng chí, năm 69 khi ấy tất cả chúng ta là những chàng trai 18-20 đang phơi phới tuổi thanh xuân tràn đầy những ước mơ, mơ vào đại học, mơ vào nhà máy, mơ ra công trường. Có những đồng chí mơ xây dựng tổ ấm, nhưng rồi tất cả những điều ấy đều gác lại mà theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, tổ quốc lên đường để đánh giặc. Bởi vì nước còn giặc còn đi đánh giặc, chiến trường rục rã bước hành quân, nhìn lại chặng đường hành quân. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm, gọi là kỷ niệm có một thời người lính chiến. Đúng vào lúc cả nước sục sôi chống Mỹ, chúng ta bước vào những ngày huấn luyện để chờ ngày xung trận, thì một nỗi đau vô cùng to lớn, đó là Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, với người để lại cho chúng ta muôn vàn tình yêu thương. Lúc ấy cũng có nhiều người lản trí, song với tình thương Bác vô hạn, cùng với sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, tin tưởng vào niềm tin tất thắng của dân tộc ta, quyết giành bằng được chiến thắng cuối cùng, chúng ta đã hăng say luyện tập trên thao trường chờ ngày xung trận mà không sợ đổ mồ hôi vất vả. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu là động lực để mọi người rèn luyện, và ngày ấy đã đến, đó là ngày mùng 5 tháng 1 năm 1970. Ngày ấy chúng ta đã đợi để được đi chiến đấu lại một chặng đường thử thách nữa. Với chúng ta vượt trường sơn gian khổ, nào là sốt rét, nào là mưa rừng, nào là bom đạn, rồi bom đạn giặc đã ném vào đội hình của chúng ta, song chúng ta không hề nao núng. Có những đồng chí đã hy sinh trong đợt hành quân này, và cuối cùng sau 105 ngày hành quân gian khổ, chúng ta đã tới đích và trở thành bộ đội giải phóng và háo hức được xung trận. Trong những năm ở chiến trường, chúng ta đã tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch thắng lợi. Những năm tháng ấy chúng ta cũng trải bao vất vả, như chiến đấu ác liệt, đói cơm nhạt muối, nhưng dù sao chúng ta cũng là người lính giải phóng không thể chùn bước. Mọi người chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có những đồng chí được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ví dụ như chúng ta là đồng chí cùng đợt, chúng ta là đồng chí Nguyễn Khắc Nhiên là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân là cùng đi với chúng ta cái đợt đó, nhưng mà các đồng chí đi cái đơn vị là như là ở huyện Kim Anh ta thì có đồng chí Hạc, thế rồi thì là và ở trên Tam Dương thì có đồng chí Việt. Đấy, những đồng chí đó là những đồng chí là đi đơn vị đặc công, sau này các đồng chí đó cũng rất là trưởng thành. Có những đồng chí được thăng quân hàm sĩ quan và tất cả được tặng thưởng huân chương. Đấy là bằng chứng phấn đấu của chúng ta, mỗi bước chân chúng ta đi để lại sự quý mến của đồng bào và nhân dân nơi chúng ta ở. Thưa các đồng chí, khi nước nhà thống nhất 30 tháng 4 năm 75, có những đồng chí vẫn ở lại phục vụ quân đội, có những đồng chí trở về địa phương, song vẫn phát huy được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất của người lính. Họ lại bước vào công việc mới, đó là xây dựng quê hương. Mặc dù thương tật, đau yếu, suy giảm về sức khỏe, sốt rét chiến trường hành hạ, nhưng họ vẫn đảm nhận các công tác bí thư chi bộ, bí thư đảng bộ và chủ tịch, trưởng thôn, tổ dân phố, nhiều vị trí quan trọng khác được đảng tin tưởng và được nhân dân quý mến. Đó là về
sau khi năm 1975 chúng ta về là các đồng chí đều đảm nhiệm các công việc và tổ ấm gia đình, thì nuôi dạy con cái ngoan ngoãn học hành đến nơi đến chốn, gia đình đầm ấm được như hôm nay. Chúng ta hãy cảm ơn các bậc sinh thành đã nuôi dạy chúng ta. Thưa các đồng chí, chúng ta làm được nhiều, song ở đây trình độ có hạn, tôi xin nói lên từ đáy lòng mình như vậy, mong các đồng chí thông cảm. Còn kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Đồng Ngũ thì chúng ta đã làm được rất rất nhiều việc và đã có những hình ảnh để các đồng chí, mời các đồng chí đang xem là các cái hình ảnh của chúng ta làm được rất nhiều việc, song chúng ta cũng không thể nói lên được hết. Còn Hội Đồng Ngũ chúng ta đã vĩnh viễn, đã phải vĩnh biệt năm đồng chí trong hội của chúng ta đã từ trần. Trước khi ngừng lời, tôi được chia sẻ đây, chúng ta có một mối tình đó là, bởi vì hôm nay là có các phu nhân của các đồng chí đi, thì tôi sẽ đọc một cái bài: Hãy vui lên nhé, với em yêu vẫn biết khuyên em anh dỗi nhiều, song còn việc nước dân sức sống đấy, đầy chí làm trai em biết không, việc nước việc yêu anh dâng cả, sống dân cho nước, chết dân yêu, người con gái cam kết lòng trung thủy. Em đợi ngày mai giông bão tan, chỉ một bằng câu anh có em, dẫu có muộn màn xuân đôi chút, trong em vẫn nở đóa hoa nồng. Và bây giờ đây tất cả chúng ta đã mình về quê mẹ, cất súng gươm vui với cháu con, với ruộng vườn điền viên êm ả trời ban tặng. Xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí và phu nhân. Kính thưa toàn thể các đồng chí, để được thành công như ngày hôm nay, tôi xin được thông báo lòng hảo tâm và tấm lòng vàng của các đồng chí trong hội đã ủng hộ bằng tiền mặt là đồng chí Lê Đại Hiếu 1 triệu đồng, 2 đồng chí Nguyễn Văn Miên 1 triệu đồng, 3 là đồng chí Nguyễn Khắc Minh 1 triệu đồng, 4 là đồng chí Trịnh Trọng An 500.000, 5 đồng chí Phạm Minh Chiến 500.000, 6 là đồng chí Nguyễn Trọng Khả 500.000, 7 là Nguyễn Văn Phụng 500.000, 8 là Nguyễn Văn Hùng 500.000, 9 là Nguyễn Văn Đôi 500.000, 10 là Hoàng Văn Thụ 500.000, 11 là Hoàng Văn Tiền 500.000, 12 là Nguyễn Mạnh Nhã 500.000, 13 là Nguyễn Văn Đen 500.000, 14 là Hoàng Xuân Viện 500.000, 15 là Nguyễn Bác Sĩ 500.000, 16 là Nguyễn Văn Thảo 500.000. Và hai đồng chí là đồng đội thứ 23 là đồng chí Tị Nguyễn Kim Tị 500.000. Thì ở đây báo cáo các đồng chí này, hội ta năm nay là kết nạp 3 đồng chí là mới tinh, là 1 là đồng chí Tị, 2 là đồng chí Hoàng Văn Thụ, 3 là đồng chí Nguyễn Việt Hùng. Còn đồng chí Đôi và đồng chí Tiền là 2 đồng chí là tái nhập lại hội. Các đồng chí đã theo hội chúng ta là bao nhiêu năm nay rồi. Thế và thông báo thêm là vừa rồi là tôi nhận được tin đồng chí Chiến thông báo là đồng chí Cường, tuy rằng bệnh tật là hội chúng ta trừ đồng chí Cường là 1, đồng chí Tý là 2, đồng chí Minh Sồm là 3, là 3 đồng chí là chúng ta không nhận. Thế nhưng mà nãy là đồng chí Cường cũng ủng hộ là 500.000. Thế nhưng mà tôi đề nghị là như thế này, ban liên lạc chúng ta đã thống nhất là gửi lại, là chúng ta sẽ gửi lại, chứ không thể là đã 3 đồng chí là trường hợp đặc biệt, 3 đồng chí đồng đội của chúng ta trường hợp đặc biệt, thì báo cáo các đồng chí là như thế. Thế thì đề nghị các đồng chí là nhiệt liệt chào mừng là 3 hội viên mới
và hai đồng chí là tái lập đại hội. Đề nghị các đồng chí cho tràng pháo tay. Đề nghị đồng chí Hùng, đồng chí Hùng đứng lên để anh em đồng đội tiếp mặt. Đồng chí Hùng và đồng chí Tị, đồng chí Đôi và đồng chí Tiền, hai đồng chí là các đồng chí biết rồi. Thế còn báo cáo các đồng chí này, riêng đồng chí Hoàng Văn Thụ là hôm nay là đi lên Yên Bái để chuyển khẩu về Phúc Thắng, và đồng thời là cũng lại nhận quà nốt ở trên Yên Bái cái 27 tháng 7 này, cho nên là về không kịp, điện cho tôi là không thể tham gia báo cáo anh em hội là như thế. Thụ, Hoàng Văn Thụ ở Phúc Thắng, đấy là báo cáo các đồng chí là như thế. Thế còn ở đây đại diện các đồng chí này là số anh em chúng ta ở đây chủ yếu là ở Quảng Ngãi và Quảng Nam. Thì ở Quảng Nam chúng tôi là gồm có mấy đồng chí ở Quảng Nam, thì ở sư đoàn 2 và trung đoàn 31 sư đoàn 2. Thì bây giờ báo cáo các đồng chí này, tôi là ở ban liên lạc hội truyền thống của sư đoàn 2 khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Thế như vậy là các đồng chí ở sư đoàn 2 gồm đồng chí Tiền, đồng chí Đôi, đồng chí Tiền, đồng chí Tệ và đồng chí Nguyễn Khắc Minh là được nhận kỷ niệm chương của sư đoàn 2. Để mời các đồng chí nhân dịp hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của chúng ta, thì đề nghị các đồng chí là lên nhận kỷ niệm chương của sư đoàn 2. Mời ba đồng chí lên nhận kỷ niệm chương. Đề nghị các đồng chí cho tràng pháo tay. Cảm ơn. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt. Có 23 đồng chí việc thứ nhất là về quân số, việc thứ hai là về vấn đề quỹ vốn chuyển từ 2018 sang 2019, từ 2019 chuyển sang 2020 là chúng tôi sẽ, đồng chí sĩ sẽ thông báo về cái quỹ của 2018 sang cái chi phí của 2018 sang 2018-2019. Thì đấy là báo cáo các đồng chí như vậy. Thế còn hôm nay là ban liên lạc, tôi đề nghị các đồng chí này, thế còn riêng cái thu các đồng chí ủng hộ là hội chưa thể thanh quyết toán được, bởi vì là còn đang làm, còn đang thực hiện, cho nên là sẽ, một là sẽ thông báo bằng văn bản, hai là sẽ thông báo vào kỳ họp sau. Đấy, báo cáo các đồng chí là như vậy. Thế còn năm nay là 2019 và 2020, có những đồng chí nào là mừng thọ 2020 thì các đồng chí cho biết rõ họ tên đại, không có sau này chúng tôi làm hay là nó sai thì là không được. Thì đây là báo cáo các đồng chí như thế. Thế còn hôm nay các đồng chí trong ban liên lạc cũ, chúng tôi xin giờ phút này là chúng tôi xin đến là đề nghị các đồng chí là chúng tôi đã hết khóa đảm nhiệm, thế là đề nghị trong hội chúng ta sẽ bầu cái ban liên lạc mới, đề nghị các đồng chí là sẽ cho biết ý kiến. Rồi, thế để cho bà Khả bà có ý kiến à, bà rồi. Em xin có ý kiến với các anh thế này. Hôm nay là ngày 50 năm ngày nhập ngũ và 25 năm ngày thành lập hội đồng ngũ, thì em xin có ý kiến là ông Cường nhà em là cũng cùng đi nhập đồng ngũ với các anh, nhưng vì ông ấy tuổi cũng không được cao lắm, chứ ông ấy bị tai nạn, ông ấy yếu đuối chân yếu tay mềm, thì ông ấy không tham gia với các anh được đầy đủ. Nhưng hôm nay em rất vinh dự em được đi dự cái buổi lễ hôm nay, thì gọi là một tí ông ấy có một tí để góp cùng với hội để các anh hoạt động trong hội. Thì
vợ chồng thì em thật nhiệt tình, thật chân thật. Em xin đóng góp với các anh thì các anh vui lòng nhận cho em, chứ các anh đừng giả đại em. Em không nhận đâu ạ. Em chỉ có ý kiến hết rồi. Em ha thì các anh chạy hết không nghe được. Em cũng mạnh dạn em xin hát một bài. Em chúc cho các anh được luôn luôn mạnh mạnh khỏe, đầy phúc thọ khang, thọ khang tuổi càng cao, các anh càng làm gương soi sáng để chúng em còn nối gót theo bà chân, để cháu còn nối gót theo bà chân khắp như cây ca cao càng cao, bóng cá cánh già như cây ca cao càng cao. Em xin hết. Thưa các đồng chí, vừa qua được chúng ta được nghe đồng chí Hoàng Xuân Viện đọc báo cáo quá 50 năm nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và 25 năm ngày thành lập hội và một số cái chương trình khác tiếp theo. Để đề nghị các đồng chí tức là tham gia bổ sung vào cái báo cáo kỷ niệm 50 năm của đồng chí Nguyễn Khắc Viện và kết hợp là như đồng chí Hoàng Xuân Viện vừa mới cho biết là tức là ban liên lạc đương nhiệm là đã hết hết nhiệm kỳ, là các đồng chí tức là cũng kết hợp là giới thiệu cho. Thế để xin kính mời các đồng chí. Các ông, các bà gọi là đại diện cho anh em phát biểu thì cũng không đúng. Thế mà tôi thì suy nghĩ thế nào thì tôi phát biểu là như thế. Nên nếu về thời gian mà cho phép thì tôi xin phát biểu từ giờ cho tới 4 giờ chiều. Thế nhưng mà có lẽ là thời gian không cho phép, cho nên tôi xin rút ngắn lại và nói rất tóm tắt thôi. Thì điều đầu tiên là một hội viên của hội thì tôi hoàn toàn là nhất trí những cái báo cáo đánh giá của đồng chí Hoàng Xuân Viện. Thế thì có thể nói rằng là mới đấy mà đã 50 năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá, biết bao nhiêu kỷ niệm trong là vui buồn trong cuộc đời quân ngũ của chúng ta. Theo tôi ấy, thì đến giờ phút này đồng chí của chúng ta còn ngồi đây đã vượt được Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ là đủ tiêu chuẩn phong anh hùng rồi. Các anh chị cứ thử nghĩ lại xem quãng đường chúng ta hành quân vào Nam ròng rã mấy tháng trời, nghĩ lại tất cả các quãng đường như thế. Thế còn vào Nam chiến đấu thì lúc vui lúc buồn, sáng thì rất vui nhưng chiều về rất buồn, bởi vì đồng đội của chúng ta ra đi đến bây giờ còn lại con từng này người đại diện cho hội của chúng ta ngày 26/7 nhập ngũ. Đấy là một điều mà chúng ta hết sức là buồn, và với các đồng đội của chúng ta đã hy sinh. Với cá nhân tôi ấy, thì không bao giờ là tôi quên được, bởi vì đến trạm 60 thì chúng ta bị đánh bom, sang trạm 61 thì tôi được là vinh dự là được kết nạp vào đảng. Cho nên ngày vào đảng của tôi là không bao giờ tôi quên được ở đường Trường Sơn. Cho nên thằng ấy là hôm nay ấy, thì đến là cháu buổi tâm sự với tất cả các bà, chúng ta còn ngồi lại đây thay mặt cho tất cả các anh em đã mất rồi và hôm nay cũng không đến, thì tôi đề nghị là còn sống ngày nào thì chúng ta còn là vui với nhau ngày ấy, gặp nhau tay bắt mặt mừng, có công có việc lớn thì chúng ta mời nhau đến bắt cái tay đầu tiên và uống với nhau chén bia chén rượu, gọi là vui chung cuộc sống từ giờ cho tới lúc đi. Thời gian không còn nhiều nữa, cho nên rằng là cũng mong tất cả các bà bỏ hết tất cả những cái gì
mà còn gây cấn ở trong lòng để chúng ta sống những cái ngày cuối đời cho nó hoành tráng, cho nó vui tươi, hạnh phúc. Đấy là cái lý tưởng nhất của cuộc đời là người lính chúng ta. Cuối cùng thì xin là thay mặt cho cá nhân và vợ tôi hôm nay thì vì lý do đặc biệt cho nên không đến được, thì thay mặt là cho cả vợ xin phép là chúc tất cả các bà trong hội là mạnh khỏe, hạnh phúc và vươn lên trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn lời tâm sự và phát biểu của đồng chí Hiếu. Thế đại diện các đồng chí khác, đại diện các đồng chí tham gia ý kiến. Ban liên lạc mới chứ còn chúng ta làm là cũng không có vấn đề gì thì là khó khăn. Thế thì là cũ. Thế thì bây giờ xin phép các đồng chí này này, năm nay chúng ta sẽ có thể là làm như thế này nhưng mà vẫn còn chưa được đầy đủ, chưa được trang trọng. Thế thì để rút kinh nghiệm là đến năm kỷ niệm 60 năm chúng ta sẽ làm cho nó trang trọng hơn và hoành tráng hơn. Đấy, xin báo cáo các đồng chí là như vậy. Thế thì là bây giờ báo cáo các đồng chí này, có đồng chí Hùng, tuy là cùng nhóm 75 và thì là mãi đến giờ mới lại vào hội. Thế là một, hai đồng chí Thụ, do cái điều kiện công tác ở tận Lào Cai. Thế rồi thì đồng chí Tị là làm công tác ngân hàng ở trạm chân Thái Nguyên, trên thành phố Thái Nguyên. Thì kỷ niệm 50 năm đồng chí cũng về và cũng đồng thời cũng xin vào hội. Thì báo cáo các đồng chí là như thế. Thế thì là chúng ta sẽ quan tâm và ủng hộ các đồng chí trong những cái điều kiện là không ở quê được và nay mới về quê, là đã vào hội và đã tích cực tham gia. Để báo cáo các đồng chí là như vậy. Thế thì bây giờ đề nghị các đồng chí và các bà xem là có ý kiến phát biểu nào cảm tạ không. Đề nghị các đồng chí là như thế. Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu là ông Nguyễn Bá Sĩ, thay mặt cho ban liên lạc lên báo cáo kinh tế của hội. Cũng xin báo cáo như thế này. Báo cáo chi phí năm 2018 và năm 2019 cho đến hôm nay. Thì báo cáo các đồng chí là tổng quỹ năm 2017 sang 18 là có được 7.485.000 lên tổng của năm 17, chuyển sang năm 18 và sang năm 19 thì chi phí năm 2018-19 thì như vậy là bây giờ tôi xin báo cáo là bây giờ nếu mà có cần phải đọc từng phần không ạ? Nếu mà báo cáo các đồng chí là như vậy không đọc từng phần này, đây tôi cũng ghi từng phần một. Ví dụ như đồng chí nào qua đời này, rồi thăm viếng này, bố mẹ rồi là anh em này, tôi ghi hết rồi. Tổng chi phí và tiền mừng thọ cho các đồng chí là như vậy đều có đầy đủ hết. Thế nhưng mà tổng chi phí của cái năm 2018 sang 19 ấy là bằng 3.550.000. Thế là lấy cái 7.485.000 mà trừ đi thì vị trí ta còn là ba, hiện nay ta còn là chi phí đến hôm nay là ta có ba, còn 3.935.000. Thì báo cáo các đồng chí là như vậy là cái tổng số tiền mặt là như thế. Thì cái số tiền mặt này là như vậy là trong cái năm ngoái mà đến bây giờ thì là vẫn cho các đồng chí là chỗ mà chưa không dùng đến ấy, thì là để cho các đồng chí giúp các đồng chí cho vay lãi với lãi suất 1%. Tiếp theo tôi xin mời
ba đồng chí, một là ba là đồng chí Nguyễn Khắc Vinh lên và đề nghị đồng chí Việt thay mặt cho ban liên lạc. Mời ông xíu đi. Cứ lên được. Cứ hai đồng chí một lên trên này ta nhận quà. Cái để coi là sang quay luôn và ấy mà làm phim luôn. Hội làm sao cho hội
hoạt động cho tốt và hội thực hiện tốt các cái quy chế của hội và các cái ý kiến của hội đề ra, thì tôi đề nghị là chúng tôi ban liên lạc chúng tôi sẽ nhận và sẽ xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã tin nhận chúng tôi lại tiếp tục tham gia một khóa tiếp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Tháng lòng ta bền tình, gặp lại hôm nay.